sản phẩm con đội thủy lực, hay chúng ta vẫn gọi là cái kích thủy lực, cái kích ở đây là chúng ta là kích 2 tấn các bạn nhé, kích 2 tấn. Để sản phẩm đây, trong một bộ sản phẩm nó sẽ có một cái con đội này và một cái hai cái ống này, chúng ta phải lối vào để cho cái tầm nó dài hơn, dễ dàng đẩy cái con kích này lên. Đây sản phẩm, một bộ của nó có hai chi tiết như này, và một sẽ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng trong cái bộ kích này. Thì các bạn khi nhận hàng, các bạn có thể là kiểm tra đầy đủ số lượng, kiểm tra sản phẩm không bị có vấn đề gì xảy ra, không móp méo, không xước xát gì, thì các bạn nhận hàng, các bạn có thể thanh toán cho bên mình. Bên mình nhận ship COD toàn quốc. Các bạn nhận hàng có thể kiểm tra hàng sản phẩm trước khi thanh toán các bạn nhé. Các bạn có nhu cầu sử dụng số lượng nhiều, các bạn vui lòng liên hệ qua số online là 0912 336483. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.